chim yến được xem là vàng trắng của thế giới động vật. Xây dựng một nhà nuôi chim yến làm tổ và thu lợi từ việc bán tổ dùng làm món ăn bổ dưỡng là một ý tưởng tuyệt vời, mang lại nhiều lợi nhuận. Ngoại hình trang trại hay nhà nuôi yến nhân tạo rất thích hợp với nhiều khu vực địa lý tại các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Myanmar, Philippines và Indonesia. Nông nghiệp đó đây hôm nay, mời quý khán giả và bà con cùng tìm hiểu về một mô hình chăn nuôi khá đặc biệt này tại Đông Nam Á. Chào các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một mô hình nông nghiệp đặc biệt và những sản phẩm thu hoạch được cũng rất khác lạ. Hiện tại mô hình nông nghiệp này chỉ phổ biến ở châu Á, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á. Đây là nhà của một loài chim và chúng ta có thể thu hoạch được một nguồn thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng từ chúng. Đó chính là tổ yến, một loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng. Tổ yến ăn được là những chiếc tổ được tạo ra từ nguồn nước bọt đông đặc của chim yến. Tổ yến rất giàu dinh dưỡng như protein và theo quan điểm truyền thống của người châu Á thì nó rất có lợi cho sức khỏe. Do nhu cầu ngày càng cao nên hiện nay tổ yến được khai thác chủ yếu từ những ngôi nhà nuôi chim như thế này. Trước đây, tổ yến được thu hoạch từ các hang đá vôi khổng lồ ven biển và hải đảo. Công việc này cũng rất nguy hiểm. Tổ được những con chim yến tạo ra trên những vách đá treo leo như thế này. Công việc khai thác tổ yến tự nhiên từng được xem là một trong những nghề nguy hiểm nhất trên thế giới. Ngày nay tổ yến chỉ được thu hoạch trong nhà, tất nhiên là chất lượng của nó không thể so sánh với các sản phẩm khai thác ngoài tự nhiên được. Nhưng nó vẫn có giá hơn 6.000 đô la một ký. Những mảnh nước bọt tinh khiết này là nguyên liệu thô cho quá trình chế biến tiếp theo. Những tổ yến mới khai thác sẽ được phân loại theo kích cỡ, màu sắc và được bảo quản trong kho lạnh. Tổ yến mới lấy thường lẫn nhiều tạp chất, chủ yếu là lông vũ của chim. Trong công đoạn vệ sinh, những tạp chất như lông vũ, bụi bẩn còn dính trong tổ sẽ được những công nhân loại bỏ rất chuyên nghiệp, dưới sự giám sát rất chặt chẽ.
Để làm sạch triệt để, một số tổ có thể được tách ra, sau đó chúng được ráp lại theo khuôn và sấy khô như những chiếc tổ mới khai thác. Tổ yến sau khi được làm sạch sẽ được phân loại theo kích cỡ, màu sắc và hình dạng. Các sản phẩm hoàn thiện sẽ được hấp trong 3,5 giây với nhiệt độ tối thiểu là 70 độ C. Sau đó, yến xào sẽ được đóng gói cung cấp ra thị trường với nhiều chủng loại khác nhau, đương nhiên giá trị của chúng cũng có sự khác biệt nhất định. Tổ yến được dùng đơn giản nhất là chưng với đường phèn, có kèm theo một số gia vị khác như gừng, táo khô.